Đấy, ở trong cái phần 2 này thì tôi giới thiệu là đấy, cái hiển thị đây, thông tin đây. Thông tin thì tôi lấy từ cái chính là cái phần 1 tôi quay, quay và đưa vào trong cái máy ảnh. Và cái máy ảnh này nó có cái chức năng là đưa cái thông tin ra cái cổng composite video. Đấy thì như cái hình ở phía bên trên này là kết quả chúng ta đọc được từ video, từ cái máy ảnh để nó gửi sang. Và vì cái máy ảnh của tôi là màn hình cảm ứng, cho nên các bạn nhìn thấy là đây có một hình cảm ứng. Đây tôi cho nó quay cái này. Đấy thì ở đây là hiển thị thông tin. Đấy. Thì hiển thị thông tin lên trên đấy. Thì cái đầu tiên ấy, cái thứ nhất là cái video đã được hiển thị rồi. Và cái thứ hai là ở đây. Đấy, ở đây là có một cái hàng nút bấm ở đây. Cái hàng nút bấm ở đây thì sẽ tương cái giá trị nó là tôi hướng dẫn ở đây. Thứ nhất, cái nút thứ nhất ấy là hardware detection, switch to hardware detection, tức là tìm phát hiện cạnh, phát hiện biên cho cái này. Bây giờ tôi sẽ tương tác được. Đấy, phát hiện biên. Đấy các bạn nhìn thấy là cái video vẫn bình thường. Đây bình thường đây. Đấy và tôi bình thường đây thì tôi phát hiện biên thì tôi bấm vào đây. Thì khi bấm phát hiện biên ở đây thì cái ảnh này này đấy, đã được phát hiện biên và tôi có thể tăng tăng cái tăng hoặc giảm cái cường độ sáng. Đấy, cái hai cái nút này để tăng giảm cái độ dày của cái đường biên. Đấy, tôi có thể giảm cái độ dày của đường biên, mà người sẽ thấy là đây cứ 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 tập trung vào hình ảnh thôi, ở đây là bấm nút này thôi mà. Đấy thì bây giờ tôi giảm độ dày của đường biên thì tôi sẽ phát hiện ra các cái cạnh ở đây nó thay đổi khác nhau. Đấy. Đấy. Vì ở đây 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 là các cái cạnh. Đấy giả sử như ảnh thật ở đây thì chúng ta trông như này, thì bây giờ chúng ta chuyển sang là phát hiện cạnh thì thế này. Đấy. Nếu như giả sử tôi phát hiện cạnh bằng phần mềm. Đấy, ở trong cái này thì nó tốc độ nó chậm như thế này. Đấy, phát hiện rất là chậm. Tôi chuyển sang là bằng phần cứng thì tốc độ xử lý nó sẽ rất là nhanh. Đấy, phát hiện cạnh hoàn toàn bằng phần cứng ấy, nó sẽ xử lý rất là nhanh. Đấy thì ở đấy là toàn bộ những cái thông tin mà tôi muốn truyền tải đến các bạn là hôm nay là về cái là thứ nhất ấy, là đọc cái video từ từ nguồn phát video sang bên 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 nanobot này. Tôi quay xa ra bởi vì đây là kết thúc rồi mà. Đấy thì ở đây này, đấy, đọc nguồn phát từ đây chuyển sang phía bên này là có phần mềm nhúng được xử lý bằng máy tính nạp vào trong cái nanobot này, và nanobot nó sẽ hiển thị qua đường ở clip VGA lên đây.